Ok, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay vẫn tiếp tục với series Thánh ca Giáng sinh. Thì hôm nay mình sẽ cùng chia sẻ với các bạn bài Nhịp đàn đêm Giáng sinh, một bài rất là dễ thương. Nhạc này là của Marcel Dazin, nhạc ngoại luôn ha, lời Việt của Đỗ Vi Hạ. Thì bài này mình nghĩ chắc trên mạng có đó, bài này mình có sẵn trong máy luôn ha. Thì bạn nào cần thì có thể để lên mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn bài Nhịp đàn đêm Giáng sinh. Rồi, đầu tiên để nói về bài này. Thì bài này viết ở tông rê chưởng ha. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn bài này theo điệu mạc và điệu phóc đi cho nó dễ. Mình sẽ chia ra điệu mạc và điệu phóc. Thì đầu tiên ở cái câu điệp khúc nhịp đàn vang lên cho tới hết cái điệp khúc mình sẽ đánh điệu mạc ở lần đầu tiên. Và bắt đầu từ câu phiên khúc mình sẽ đánh điệu phóc. Chuông tăng 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 thắng là điệu phóc. Còn lại mình sẽ đánh điệu mạc vân vân. Rồi bây giờ để nói về điệu mạc. Nếu như các bạn intro từ điệp khúc thì để đánh solo điệu mạc các bạn chỉ cần đánh bậc 158, mình bỏ pedal đi ha, mình chỉ cần dằn nhịp của tay trái đó, nhịp bập 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 tay phải là bập dễ ha, đó đó là cách solo điệu mạc. Còn nếu mà các bạn solo điệu phóc mà các bạn muốn đánh điệu phóc ở cái điệu ở cái điệp khúc để mình intro thì các bạn có thể intro bằng cái cách bằng cái tiết tấu này, đó là tiết tấu của tay trái điệu phóc, đó là đạp dở đạp dở đạp dở đạp dở. Đó là vân vân, đó là tiết tấu điệu phóc, để hai cách để cho các bạn có thể tập. Và chẳng hạn nếu mà điệp khúc ở phiên khúc thì mình đánh những điệp khúc vậy thôi, vẫn cái tiết tấu đó nhưng mà mình đánh nốt kháng nè, đó vân vân, rất là dễ. Đó là về tiết tấu của cả hai cái phần đó, của hai điệu đó. Thì điệu mạc thì nó cũng không có gì khó nữa, mình cũng sẽ hình như là mình chưa chia sẻ điệu mạc nhưng mà nó cũng không khó, nó chỉ có dằn vậy thôi nên cái tiết tấu nó rất là dễ. Nó chỉ đánh toàn là nốt đen là nó đập chân xuống dằn. Còn khi đệm thì sao, khi đệm thì mình cứ đệm hợp âm cũng y chang vậy đó. Nhịp ta ta đa ta đa ta đa ta tê 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 đó vân vân. Đó là cái cách đánh điệu mạc, đó là làm sao các bạn cái khó của điệu mạc là các bạn phải ngắt cái tiếng được của nó ha. Tay trái mình có thể đánh quãng 8 rề rế hoặc là mình đánh theo nốt la cũng được tùy, nhưng mà mình thì cái tay mình thuận cái thế này hay, nhưng mà khi solo mình sẽ thêm cái nốt này. Cái solo mà đánh ngôi quãng 8 này thì tùy, đó là hai cách cách nào mình sử dụng, các bạn sử dụng cũng được hết ha. Vì mình nếu mà khi mà mình solo á là mình sẽ dằn tay trái 158, nhưng mà khi mình đệm á tại tại bên này nó có nhiều nốt rồi, nó có thêm cái hợp âm rồi nên là tay trái mình sẽ bớt đi ngón đó, mình sẽ đánh quãng 8 cho nó dễ ha, tại vì nhiều ngón quá mình sẽ không nhớ đó, kỹ thuật mình kém quá mình sẽ không nhớ. Rồi bây giờ vào thẳng bài. Thì để intro bài này thì các bạn có thể đánh từ cái điệp khúc cùng Hòa Ngân theo tiếng ca thiên thần. Thương nhân gian chu đại giáng trần, hai ba hát trần tăng 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 đó, ví dụ ba bốn nè hơi lộc có thể dằn theo nhịp từ đầu tới cuối luôn, tại điệu mạc thì mình khỏi cần lót ha. Còn bạn nào muốn lót thì có thể thêm cái khúc cuối, cái chỗ xuống làm người, chữ người các bạn thêm đó, rê là si đô rê tưng tưng tăng trung hô vua trời xuống làm người đó, rê là si đô rê ha, mà đánh tay trái thôi tại vì nó điệu mạc mình đi cái bass thôi. Rê là si đô rê tên tung hô vô trời xuống làm người cùng hoa ngân theo, đó là rất là đơn giản ha. Rồi nhưng mà nếu mà bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách đánh khác, các bạn thử cái cách này ha, để mình thử coi, mình mới nghĩ trong đầu tức thì ha, đó mình nghĩ trong đầu. Ok, xin lỗi cái tin nhắn ha, lướt qua. Rồi bây giờ mình sẽ đánh mẫu thử coi có cái chỗ nào hay nào, mình sẽ bỏ bớt đi, mình sẽ không có dằn 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 nhịp nhiều nữa, mình bỏ bớt đi.
Rồi, các bạn chỉ cần đánh vào cái nhịp 1 và nhịp số 3. Nhịp số 1 và nhịp số 3, ví dụ chữ nhịp là bỏ là đánh. Nhịp đan vang đánh. Vang lên ta da ta ta ta. Ti 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 ti. Ti tăng 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 tăng. Ta da 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 da. Ti 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 ti. Đó, vân vân, đó là cái cách mình thích, mình nếu mà bản thân mình sẽ đánh như vậy ha. Về căn bản này là cứ nhịp 1 2 3 4 mình nhịp nào cũng đánh. Còn bây giờ mình đánh cho nó khác khác tí xíu thì mình đánh bỏ bớt nhịp số 2 đi, mình đánh số 1 số 3 thôi. 1 2 3 4 mình đánh 1 3 bỏ 2 4. Đó. Chỉ cần vậy thôi, đó vân, đơn giản ha. Chẳng hạn chít tết ta ra 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 đó. Nếu các bạn không thích đánh là si đô đê, mình cần đánh rê là rê rê là rê, đánh tay trái thôi một cái thì nó hay hơn. Tên 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 ta ra 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 tê 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 tê. Ngay chữ trần này mình sẽ vô tiết tấu điệu pháp liền. Tăng 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 đó, rồi điệu pháp vô điệu pháp liền luôn nha, chứ đừng có đợi thêm nữa, để cho để mình giữ, mình ráng khi vô điệu pháp cái tempo mình nó vẫn vậy, chứ đừng có để có nó nhanh nó chạy tempo. Tại điệu pháp nó đã nhanh rồi mà mình còn bị chạy tempo nữa thì nó sẽ rất là nghe, ca đàn sẽ nghe và sẽ phát hiện là mình bị chật nhịp nghe rất là khô nha. Ví dụ sai, bây giờ mình sẽ đánh cái kiểu sai thương thương tăng 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 tí đó, đó là mình vô cái mình chạy nhanh quá nó bị sai cái tiết tấu liền ha, hoặc là chậm quá cũng vậy. Thương nhân nhân chúa đã đang chờ đó, chúa đang đang tăng, đó là bị gãy tempo, là tempo mình nó không có bị đều nữa ha, cái nhịp mình nó bị ghi lại rồi, nên các bạn cố gắng tập làm sao chuyển từ mạc qua phốc không có bị gãy nhịp nha. Thương thân tăng 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 tăng. Rồi bây giờ về câu sau điệp khúc thì mình sẽ đánh điệu pháp để coi có cái gì hay. Chương đăng. Rồi điệu pháp thì các bạn cố gắng để cái tiếng này nè. Cái tiếng chát cái này mình ngắt ra, đừng có để bị dính. Đừng có để nó bị dính nha, ngắt gọn tiếng này. Chương đó, ngắt ra, đừng bị dính, ngắt nè. Tiếng nó bị dính lại với nhau rất là ồn, nghe nó không còn, nó không còn sạch nữa, nó hơi bị ồn quá, nên mình để ý cái tiếng đàn của mình chứ bằng sử dụng máy đa đó đó, mình sao mình đạp đạp dở làm sao cho ngắt cái âm thanh đó đó à. Là mình có đạp, còn không đạp nè, không đạp thì cái tiếng tay trái của mình nó sẽ bị cục quá, còn có đạp là kinh nghiệm nó đánh nhiều các bạn sẽ cảm nhận được cái âm thanh của nó đó. Ở đây 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 chuông ngân nhịp nhàng giữa đêm. Cái chỗ vang đi, chỗ có nốt tròn đó đi, các bạn đi cho mình thêm cái câu rê rê pha rê rê mi pha son để qua son trưởng. Tưng 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 son pha mi rê. Đấy, để mình quay lại cái điệu mạc mà mình nghĩ là theo kinh nghiệm của mình nghĩ là mình đánh cái điệu mạc cái lần đầu tiên thôi, nếu mà các bạn đánh đều từ đầu tới cuối á thì nó sẽ nhàm, mà được khóc luôn. Tại bài này thường là nhập lễ, thường là nhập lễ nên sẽ hát cũng ít, không có dài đâu, nên các bạn đánh lần đầu tiên cái điệp khúc đánh mạc xong qua phốc là chuyển về cái điệp khúc lần nữa mình đánh phốc luôn, giữ nguyên điệp khúc đánh luôn đó. Đó là sơ sơ về cái sườn
cái sườn bài đi như thế vậy, như vậy ha. Rồi bây giờ mình sẽ đàn mẫu cho các bạn nghe thử một lần. Rồi cái bài này nãy giờ mình cũng không nghĩ ra cái câu lót gì hết, tại vì nó cũng ít ít câu lót quá, ít chỗ để lót quá, chủ yếu là sử dụng tiết tấu của hai tay mình nghe cũng được rồi. Còn à, bây giờ mình thử đệm theo cảm giác cá nhân của mình, rồi các bạn coi cái chỗ nào có lót, mình khi mình lót đại thôi, mà lót nó cũng từ trong học âm ra chứ nó không phải là một cái câu rõ ràng ra ngoài luôn đâu. À, nên các bạn tham khảo. Rồi ok, mình sẽ intro và vào luôn nhé. Rồi đúng rồi, intro điệu mạc. Ok, một hai ba. Lúc đó mình quên nhìn cái bản nhạc, cái quên mất tiêu luôn. Đó, thì đây là cái phần chia sẻ bài mình của bài bài Giáng sinh mình ngắn gọn như vậy thôi. Bài này điệu mạc với lại điệu phóc cũng không khó. À, các bạn có gì thắc mắc thì có thể comment hoặc là xin bản nhạc hay gì đó thì cứ để lại email dưới, mình sẽ chia sẻ qua email cho các bạn nha. Chúc các bạn thành công.